Cứ mỗi tối uống một cốc nước này sẽ làm sạch mỡ máu, ngăn ngừa ung thư, cả đời không lo bệnh tật, sống thọ 100 tuổi. Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình. Thưa quý vị, uống gì để làm sạch mỡ máu? Người bị mỡ máu cao nên uống gì để cải thiện chỉ số mỡ máu? Luôn là một chủ đề thu hút được nhiều người quan tâm. Theo các chuyên gia, uống nước không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ điều trị máu nhiễm mỡ. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu danh sách những loại nước uống giảm mỡ máu dành cho người bị mỡ máu cao. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mỗi tối cứ uống một cốc nước này sẽ làm sạch mỡ máu, ngăn ngừa ung thư, cả đời không lo bệnh tật, thọ 100 tuổi. Có rất nhiều loại đồ uống thơm ngon vừa giúp thanh lọc cơ thể, làm sạch mỡ máu mà lại còn bảo vệ cơ thể người dùng khỏi những căn bệnh nguy hiểm. Mọi người có thể tham khảo cụ thể dưới đây. 1. Nước ép bông cải xanh. Bông cải xanh được các chuyên gia dinh dưỡng gọi là siêu thực phẩm, có nhiều công dụng cho cơ thể như chống lão hóa, chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát bệnh tiểu đường. Trong bông cải xanh có chứa một hợp chất gọi là glucoraphanin, giúp thiết lập lại quá trình chuyển hóa tế bào trong cơ thể. Khi các hệ thống năng lượng của tế bào không hoạt động tốt, các chất dư thừa còn lại tạo thành cholesterol, khiến hình thành các mô mỡ, gây béo phì. Bông cải xanh chứa lượng glucoraphanin cao gấp 2-3 lần các loại rau xanh khác. Theo các chuyên gia, bông cải xanh rất tốt cho người bị bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ. Tiêu thụ 400g bông cải xanh một tuần giúp giảm đến 6% lượng cholesterol trong máu và cơ thể. Nước ép bông cải xanh là một trong những loại nước uống giảm mỡ máu phổ biến, phù hợp để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của người bệnh. Nguyên liệu: 3 bông cải xanh, 1 cây xà lách xoăn, 1 nhánh gừng, 1 nhánh cần tây. Cách thực hiện: Bước 1. Rửa sạch và cắt nhỏ các nguyên liệu trên thành từng khúc cho dễ xay. Sau đó cho vào máy xay sinh tố. Có thể thêm chút muối và đá vào máy xay, xay đến khi nhuyễn. Bước 2. Đổ hỗn hợp ra cốc và thưởng thức. Công thức này sẽ có được khoảng 350ml nước ép. Nếu quá đặc, người bệnh có thể thêm một loại quả nhiều nước như dưa chuột vào xay cùng để món nước ép này loãng hơn. 2. Nước ép nghệ. Nghệ là một loại gia vị vô cùng phổ biến đối với chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nghệ còn có tác dụng giảm mỡ máu vô cùng hiệu quả. Tác dụng giảm mỡ máu của nghệ đã được chứng minh từ lâu. Năm 1972, các nhà khoa học Ấn Độ đã chứng minh được rằng hoạt chất curcumin trong củ nghệ vàng có tác dụng chống tăng đường huyết đối với bệnh mỡ máu. Từ năm 1973 đến 1992, thì các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, Nhật chứng minh thêm được rằng curcumin còn có tác dụng chống viêm, chống thấp khớp, chống oxy hóa và kháng khuẩn. Nguyên liệu: 1-2 kg nghệ vàng tươi, 1 máy xay nghệ, 2 ca nhựa, khăn xô để lọc. Cách thực hiện: Bước 1. Củ nghệ tươi đem cạo sạch vỏ, rửa sạch, thái thành từng lát nhỏ. Bước 2. Cho nghệ tươi đã thái lát vào máy xay sinh tố, cho thêm một chút nước rồi xay nhuyễn nguyên liệu. Dùng khăn xô lọc phần cốt nghệ đã xay, lọc đi lọc lại nhiều lần đến khi nước trong thì được. Bước 3. Tiếp theo, để ca nước khoảng 5 tiếng cho phần tinh bột nghệ lắng hết xuống dưới. Sau 5 tiếng, khi tinh bột nghệ đã lắng xuống thì bỏ nước, thu lấy tinh bột. Bước 4. Cho phần tinh bột nghệ thu được vào nồi đun sôi cùng với một chút nước. Đun nhỏ lửa đến khi thu được hỗn hợp tinh bột nghệ thì tắt bếp, để nguội, cho vào lọ cất vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần. 3. Nước cam ép. Trong nước cam có chứa một chất gọi là hesperidin. Đây là một loại polyphenol có vòng flavonoid. Hesperidin có chức năng tăng cường mao mạch
và được gọi là vitamin P. Ngoài chức năng tăng cường mao mạch, hesperidin còn có nhiều tác dụng như cải thiện lưu lượng máu, giảm lượng mỡ trung tính trong máu, cải thiện mức cholesterol trong máu, chống dị ứng, cải thiện triệu chứng thấp khớp và nhiều tác dụng khác. Vì hesperidin có chức năng chống oxy hóa và tác dụng hạ huyết áp nên có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và rối loạn mạch máu não. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Biomedical Environmental Science tháng 4 năm 2008 còn chứng minh được nước cam ép giúp cải thiện mỡ máu do tăng cholesterol tốt HDL và giảm cholesterol xấu LDL. Nguyên liệu: 2 quả cam loại ngon, 30ml nước đường, đá viên, dụng cụ vắt cam, ly thủy tinh, muỗng khuấy. Cách thực hiện. Cách thực hiện: bước 1, cam mua về, bạn rửa sạch, để ráo nước, rồi gọt bỏ bớt lớp vỏ bên ngoài. Trong vỏ cam chứa nhiều tinh dầu, nếu để tinh dầu này rơi vào sẽ làm nước ép bị đắng. Tiếp đó, bạn dùng dụng cụ vắt lấy nước ép của 2 quả cam. Bước 2, rót nước cam vừa ép vào ly thủy tinh, nếm thử xem nước cam đã ngọt chưa. Sau đó, bạn có thể thêm vào một ít nước đường để điều chỉnh hương vị nước cam cho vừa miệng. Bước 3, bạn cho đá viên vào ly nước cam, khuấy đều để tạo độ lạnh và thưởng thức nhé. 4. Nước ép tảo spirulina là thực phẩm rất có ích đối với sức khỏe, cũng là một vị thuốc chữa bệnh. Tảo spirulina chứa nhiều iốt và magie, có tác dụng trong việc ngăn ngừa hình thành mảng lắng đọng cholesterol thành mạch. Ngoài ra, trong tảo còn có thành phần laminaria polysaccharide có thể làm giảm cholesterol toàn phần và triglyceride, giúp ngăn ngừa rối loạn mỡ máu. Nguyên liệu: 100g xoài đã bỏ vỏ và hạt, một chút rau mùi, 5g bột tảo xoắn spirulina, một quả chanh bỏ vỏ, 250ml nước lọc. Cách thực hiện: bước 1, bỏ tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay, xay với tốc độ cao nhất cho thật nhuyễn. Bước 2, đổ hỗn hợp sinh tố ra ly, bỏ đá vào và thưởng thức. Lưu ý, đối với người lần đầu uống nước tạo xoắn, bạn có thể sử dụng với liều dùng ít để quen dần mùi vị, sau đó tăng dần lên khoảng 2-4g bột tạo một ngày. 5. Nước ép măng tây. Măng tây thường được chúng ta sử dụng như một món ăn đơn thuần, nhưng ít ai biết rằng trong măng tây có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và có nhiều dược tính. Ngoài chất xơ, đạm, glucid, các vitamin K, C, A, pyridoxin B6, riboflavin B2, vitamin B1, axit folic, măng tây còn cung cấp các chất khoáng cần thiết cho cơ thể con người như kali, magie, canxi, sắt, kẽm. Trong đó, potassium, kali và folate có nhiều trong măng tây giúp bảo vệ tim khỏe mạnh và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Các chất cholesterol dư thừa trong máu cũng sẽ bị đào thải bởi chất xơ có trong măng tây. Chưa hết, do chứa nhiều rutin nên măng tây còn có tác dụng giúp bảo vệ mao mạch máu và cải thiện hoạt động của hệ tuần hoàn. Nguyên liệu: 300g măng tây, 1 trái táo, 1/2 quả chanh, mật ong. Cách thực hiện: bước 1, măng tây bạn rửa sạch, cắt khúc ngắn, táo rửa sạch, bổ muối nhỏ và loại bỏ hạt, chanh vắt lấy nước cốt và loại bỏ hạt chanh. Bước 2, cho măng tây, táo vào máy và ép lấy nước. Sau đó, bạn cho phần nước ép này ra cốc hay ly. Thêm nước cốt chanh và mật ong, khoảng 1-2 cà phê mật ong, khuấy đều và thưởng thức. 6. Nước ép dưa hấu. Dưa hấu không chỉ là thực phẩm thân thiện cho người bị mỡ máu, mà nó còn giúp bảo vệ tim mạch. Dưa hấu có hàm lượng vitamin C và beta-carotene cao, làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Trái cây này cũng có lycopene và các chất phytochemical
có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp chống lại bệnh tim. Một nghiên cứu của trường đại học bang Florida đã chứng minh rằng những người được bổ sung 4.000mg L-citrulline, một axit amin có trong dưa hấu, giảm được huyết áp ngay trong vòng 6 tuần. Axit amin này giúp cơ thể sản sinh oxit nitric làm mạch máu giãn nở. Nguyên liệu: 300g dưa hấu, 15ml nước cốt chanh, 20ml nước đường hoặc mật ong, đá viên. Cách thực hiện: Bước 1. Dưa hấu mua về rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi cho vào tô nhỏ. Bước 2. Cho dưa hấu vào máy ép lấy nước cốt. Bước 3. Rót vào ly 100ml nước ép dưa hấu, 15ml nước cốt chanh, 20ml nước đường, khuấy đều rồi thêm đá viên vào. Nước cốt chanh sẽ kích vị chua, cân bằng hương vị cho thuốc uống thêm ngon miệng. 7. Nước ép cải bó xôi. Rau cải bó xôi thuộc họ rau muối, là loại rau giàu dinh dưỡng, dễ dung nạp, dùng tốt cho mọi lứa tuổi. Rau cải bó xôi còn được dùng làm thuốc phối hợp rau với thuốc và có thể sắc lấy nước làm thuốc đơn thuần. Trong cải bó xôi có nhiều natri, kali, canxi, phốt pho, magie, sơn phua, mangan, kẽm, sắt, đồng, nhiều vitamin B, C, A, B12 và protein, glucid, lipid, nước, chất xơ. Do trong rễ của cải bó xôi có chất glycosid tác dụng làm giảm mỡ cholesterol trong máu. Rau cải bó xôi có vị ngọt, tính mát nên cải bó xôi còn được dùng để chữa tăng huyết áp. Ngoài ra, còn có tác dụng làm sáng mắt, bổ âm huyết, chữa thiếu máu, suy nhược cơ thể, thanh nhiệt tiêu độc, chống chảy máu. Nguyên liệu: nước ép dứa 300ml, chanh 1 quả, gừng 1 lát, cải bó xôi 200g. Cách thực hiện: Bước 1. Đầu tiên, rửa sạch cải bó xôi để ráo, có thể cắt khúc. Bước 2. Cho nước ép dứa vào máy sinh tố. Vắt nước cốt 1/2 trái chanh vào cùng cải bó xôi đã rửa và 1 lát gừng. Bật máy xay thật nhuyễn, hỗn hợp khoảng 2 phút. Nếu muốn lạnh, có thể thêm đá vào xay cùng. 8. Nước ép lựu. Theo Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS, nước ép lựu là thức uống lý tưởng giúp giảm cholesterol và các dấu hiệu khác của bệnh tim, bao gồm cả tăng huyết áp. Nước ép có tác dụng chống lại sự lắng đọng cholesterol trong các mạch máu. Lựu chứa các hóa chất thực vật phytochemical, đóng vai trò là chất chống oxy hóa, bảo vệ lớp nội mạc của động mạch khỏi bị tổn thương. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra loại nước ép trái cây này có hiệu quả trong việc giảm triglycerides, một loại chất béo khác được tìm thấy trong máu, có thể làm tắc nghẽn mạch. Uống nước ép lựu không chỉ giúp loại bỏ cholesterol LDL mà còn làm tăng cholesterol HDL tốt, giúp ngăn ngừa mắc bệnh tim mạch. Nguyên liệu: 2 quả lựu, 1 quả chanh, đường kính không bắt buộc. Cách thực hiện: Bước 1. Tách hạt lựu. Bước 2. Ép lựu. Sau khi tách được hạt lựu, cho phần lựu này vào máy ép, ép lấy nước. Thêm một thìa cà phê nước cốt chanh cùng đường, tùy khẩu vị vào cốc nước ép, khuấy đều. Những điều cần biết về bệnh mỡ máu, bạn nhất định phải hiểu rõ. Bệnh mỡ máu là loại bệnh rối loạn chuyển hóa mỡ máu. Bệnh thường còn có tên gọi khác là rối loạn chuyển hóa lipid. Khi bệnh nhân mắc phải loại bệnh này, số thành phần mỡ có trong máu sẽ tăng cao. Từ đó, các chức năng chuyển hóa lipid trong máu sẽ bị rối loạn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tùy vào từng chỉ số mà bệnh sẽ ở những mức độ từ nặng đến nhẹ. Khi đi xét nghiệm, mọi người nên quan tâm đến các chỉ số: cholesterol toàn phần, triglycerides bé hơn 2,2 mmol trên lít. Ngoài ra, vẫn còn nhiều chỉ số để có thể dựa vào và mọi người biết mình có mắc bệnh hay không, mình đang trong cấp độ bao nhiêu. Tuy nhiên, những chỉ số trên bạn nên nghe theo kết quả từ bác sĩ để biết chính xác nhất.
Nếu cơ thể của bạn vẫn đang trong trạng thái bình thường, bạn có thể tham khảo những nguyên nhân được liệt kê dưới đây để có thể đề phòng và hạn chế mắc phải. Nguyên nhân gây ra bệnh máu nhiễm mỡ. Có rất nhiều tác nhân gây ra khiến mọi người dễ mắc phải căn bệnh này, nhưng cơ bản nhất vẫn là do chế độ ăn uống và lối sống sinh hoạt của mỗi cá nhân. Một trong những nguyên nhân xuất phát từ lối sống của mọi người bao gồm không thường xuyên vận động dẫn đến thừa cân và béo phì, sử dụng các chất kích thích không lành mạnh, chế độ ăn không hợp lý, sử dụng nhiều mỡ động vật. Ngoài ra, gen di truyền cũng là một trong những ảnh hưởng dẫn đến các thế hệ sau dễ mắc phải, hoặc những người đang mắc bệnh lý nền như suy gan, đái tháo đường, viêm ruột. Nếu người bệnh mắc trong giai đoạn đầu, rất khó phát hiện tình trạng bệnh. Bạn có thể tham khảo một số triệu chứng của bệnh được nhắc trong phần sau đây. Các triệu chứng của bệnh mỡ máu. Hầu hết, mọi người khi phát hiện mình mắc bệnh này đều là lúc bệnh đã có những chuyển biến xấu. Lúc này, các lipid trong máu sẽ tích lại dần và đi sâu vào bên trong lòng mạch. Sau một thời gian, chúng sẽ hình thành mảng bám gây tắc nghẽn và che lấn lối đi của dòng máu. Lúc này, người bệnh sẽ xuất hiện một số triệu chứng như đau đầu, chân tay bị tê bì, người mệt mỏi, thường xuyên chóng mặt, ăn uống kém, người khó chịu, mất ngủ. Đặc biệt, khi những mảng bám ngày càng dày lên theo năm tháng, sẽ viết dòng chảy của máu. Điều này khiến các cơ quan ngừng hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng mọi người. Chính vì vậy, để hạn chế mắc phải căn bệnh này, hoặc những người đã đi xét nghiệm và biết được mình đang trong giai đoạn đầu, mọi người có thể điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt cũng như ăn uống linh hoạt và khoa học. Song song với đó, mọi người có thể uống thêm nhiều đồ uống tốt cho cơ thể, giúp thanh lọc và đào thải chất độc ra bên ngoài cơ thể. Mọi người nên lưu lại một số loại nước uống giảm mỡ máu dưới đây để thay đổi khẩu vị theo ngày và sử dụng được lâu dài. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, khi bạn xây dựng cho mình được thói quen ăn uống và một lối sống lành mạnh hơn, cơ thể của bạn chắc chắn sẽ được phục hồi một cách tích cực nhất. Vì thế, bạn hãy thêm những loại nước trên vào khẩu phần ăn uống ngay để có một mạch máu sạch và cơ thể khỏe mạnh. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.